Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Tiếp tục kể chuyện ma nha. Hôm nay là khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 382 của một người thôi. À, có tên, có tuổi nhưng mà muốn lấy cái nickname là DV. Dạ, không biết chiếc tắt tên gì nhưng là DV. Thì bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 nội dung như thế này. Con chào chú Việt Thảo, con tên là DV, con ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thưa chú phải nói rằng chú Việt Thảo, chú Vân Sơn và chú Bảo Liêm gắn liền tuổi thơ của con qua những video hài. Rồi sau này là chương trình chuyện binh lề. Con theo dõi chú kể chuyện tâm linh lâu lắm rồi. Từ những chuyện tâm linh số 5, số 6 của mùa Halloween đầu tiên. Sau thời gian theo dõi chuyện bên lề của chú, nay con quyết định chia sẻ những câu chuyện đã qua của con với mọi người. Nhằm được nghe câu chuyện của mình qua giọng đọc rất ấm và hay của chú. Chuyện này con chưa hề đăng ở đâu, chỉ có người thân của con biết con xin kính chúc chú và gia đình được bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và sau đây là câu chuyện của con. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện của DV. À, trong câu chuyện, trong những câu chuyện này thì DV à, dùng à, nhân xưng đại danh từ là tôi, nha. Tôi đây chính là DV. Rồi những cái tên mà DV đã viết tắt ở trong những câu chuyện kể lại này thì việc Thảo xin phép được đặt thành tên thành danh đàng hoàng. Và đương nhiên những cái tên này là do việc Thảo đặt lại theo cái mẫu tự mà DV đã đưa ra. Có thể có sự trùng hợp thì xin nói rất rõ đây cũng là vô tình và ngẫu nhiên chứ không phải là một sự cố ý. Nếu có lỡ mà giống ai thì thì xin đừng nghĩ ngợi rằng là người đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện mà đề về đã gửi về cho chúng ta ngày hôm nay. Cái chuyện tâm linh đầu tiên mà tôi gặp là ở nhà nội của tôi. Năm đó tôi nhớ là khoảng năm 94 95. Lúc đó tôi khoảng năm tuổi à. Thì khi mà đi học mẫu giáo về thì tôi được ba và mẹ chở qua nhà nội. Vì nội tôi đã gọi ba mẹ tôi qua nói là có bác Tư về. Bác Tư tôi là người đi vượt biên và đi sang Úc. Thì sau một thời gian lâu lắm không có nghe tin tức gì hết. Thì đây là lần đầu gặp lại kể từ ngày mà bác ấy đi vượt biên. Khi mà lúc bác Tư đi về Việt Nam thì bác không có báo gì hết, ổng cứ ra phi trường bay về Việt Nam rồi tự bắt taxi đi thẳng lên Tây Ninh. Thì khi mà nhà tôi qua thì lúc đó cả nhà quay quần ở phòng khách rồi. Cũng là buổi tối. Cái nhà mà bác Tư về ghé qua đó là nhà nội. Thì ở phía trước cái con đường muốn vào nhà nội đó thì từ con đường phía trước vô tới dàn bông giấy. Thì cái dàn bông giấy này coi như luôn là, là có những cái hàng rào rồi cách một khoảng từ dàn bông giấy vào trong á, mới là cái phòng khách nơi cả nhà đang ngồi uống nước. Thì ở trong phòng khách có cái cửa sổ nhìn qua nhà hàng xóm. Thì cách giữa nhà nội và nhà hàng xóm nó có một cái mương. Cái mương này dùng để thoát nước rộng khoảng nửa mét thôi. Lúc mà cả nhà đang uống nước trò chuyện thì điện bị cúp. Cho nên mới đốt đèn cày rồi tiếp tục nói chuyện lúc đó thì tôi còn nhỏ mà đâu có để ý gì cái chuyện của người lớn nói cho nên tôi cứ dậy vòng vòng ở trong phòng khách để mà chơi thì tôi chạy vòng tròn như thế này chạy vòng 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 thì tự nhiên tôi nhìn ngay cái góc giáp mặt với cái cửa sổ thì tôi thấy có một thiếu niên mặt thì trắng mà cái miệng cứ nhăn nhăn ra y như là nhìn tôi mà cười vậy mà cứ đưa mặt vô cái sổ cửa sổ mà nhìn như thế này thì khi mà chạy mà tôi nhìn tôi thấy có gương mặt của một người thanh niên trắng mà nhìn tôi cười ở bên cửa sổ thì lúc đó tôi mới la lên ba ơi ba ơi có ai nhìn mình kìa ngay ở cửa sổ đó à, thì lúc đó ba tôi nhìn theo cái tay của tôi chỉ và ông chạy lại nhìn thì không thấy ai hết đó là lần đầu tiên mà tôi gặp cái hiện tượng lạ xảy ra vào lần thứ hai thì đúng lúc đó là tôi học lớp 5 rồi thì ở cái trường của tôi là cái trường đã được xây cất lâu nó có một cái dãy lầu rồi một cái tầng trệt bên dưới nữa phải nói dãy phòng này thì cũ lắm rồi tôi cũng không biết nó xây từ bao giờ khi mới vào trường này học thì tôi có nghe người lớn nói là trường này có ma nghe thì cũng sợ rồi tôi cũng được mọi người căn dặn là đi đâu cũng được nhưng không được đi lên trên lầu thượng là cái tầng trên ở trên cùng đó là phía trên tầng của tôi đang học nữa mà cái cầu thang lên sân thượng thì nó nằm ngay lớp của tôi cho nên ngày nào tôi đi học cũng đi ngang thì lúc đó nhìn thấy sợ sợ tại người ta dặn không có được đi lên lầu mà nói rằng có ma nữa cho nên mỗi lần đi ngang là tôi phải chạy chạy ngang qua cho nó lẹ mà có điều lạ, ở trên cái tầng thượng đó, trống trơn à, không có mái che gì hết. Nhưng mà tại sao nhìn thì nó âm u và nó ám lên một cái màu rêu xanh nặng lắm. Có điều là ai nói gì nói cho tôi học mấy năm ở đó đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà rồi thì cái gì đến nó cũng đến thôi. Tôi học lớp 5, rồi lúc đó là cuối cấp nên tôi phải học vừa sáng mà học luôn buổi chiều nữa. Khi mà đến học buổi sáng xong thì tôi về nhà ăn cơm rồi khoảng một giờ thì vào học tiếp. Thì phải nói tôi lúc đó cũng ham đá banh lắm cho nên tôi mới hẹn cái đám bạn vào lớp sớm để mình đá banh được lâu hơn. Chứ mà đến gần giờ học có đá có chút xíu không đã. Thì ngày hôm đó khoảng 12 giờ trưa tôi mới hối mẹ tôi chở vô trường thì mẹ tôi cũng chở tôi vô trường rồi, tôi mới đi vào. Thì phải nói tôi vô sớm quá đâu có ai trong trường đâu. Tôi mới vô trường xong tôi đi lên lầu vào phòng học của mình để tôi cất cái cặp. Sau đó thì tôi chạy xuống cuối lớp lấy trái banh để mà đem xuống sân trường chuẩn bị. Khi mà các bạn đến thì mình đã. Trong khi tôi chạy xuống cuối lớp thì tôi thấy cái ghế. Cái ghế mà cái kiểu bàn học sinh ngày xưa ngồi đó, cái, cái 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 mặt bàn ở trên nó dính liền với cái ghế mà để lên ngồi viết đó, thì nó lắc, à, nó lắc như cái kiểu có người ngồi lên đó là lấy cái chân đẩy 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 về phía trước rồi buông ra cho cái ghế nó rớt xuống nền gạch nó kêu cả cọc cả cọc cả cọc. thì lúc đó không biết tại sao tôi nhìn mà tôi cũng không có sợ gì cả, không có thấy người mà cái ghế tự động nó lắc nó kêu như vậy thì tôi vẫn bình thường. Tôi lấy trái banh rồi, tôi chạy xuống sân chơi. Thì sau này có nghĩ lại thì tôi mới biết sợ, chứ lúc đó thì tôi không có sợ gì hết. Đó là lần thứ hai. Lần thứ ba xảy ra là ở ngay trong cái căn phòng trọ ở quận 3. Có một điều thì tôi là học sinh cũng giống như những người khác, những sinh viên khác ở quê cũng vậy khi mà tôi muốn học đại học thì tôi phải xuống Sài Gòn để mà học. Thì có một điều tôi cũng may mắn hơn các bạn khác, không có phải vất vả đi kiếm nhà trọ. Tại vì tôi có một ông anh, ông tên là Minh, ông đã xuống học từ trước rồi. Thành ra có nơi ăn chống ở rồi bây giờ tôi chỉ cần dọn đồ đạc xuống Sài Gòn rồi tôi vào ở với ảnh mà thôi. Phải nói cái phòng của anh Minh nó chặt lắm, thì anh Minh anh phải thuê một cái phòng mới để ở cùng với tôi và các bạn của anh Minh nữa. Cái nơi ở là một căn hộ nằm ở tầng 4, một cái chung cư đã cũ lắm rồi. Cái chung cư này thì nằm ở quận 3, nằm ngay trên đường Lý Thái Tổ, mà người ta gọi là ngã bảy Lý Thái Tổ. Tên chung cư là Đường Sắt, à, là cư xá Đường Sắt ở cái xóm chùa Giang Hạnh. Thì cái căn hộ này được chia ra 3 phòng để mà cho thuê. Thì phòng tôi và các anh thuê thì nằm chính giữa sâu ở phía trong. Còn hai phòng khác thì nằm hai bên. Nhưng mà ở phía ngoài cửa, cái chỗ vào chung, à, cái cửa vào chung của cái căn hộ. Cái phòng thì nó khoảng 25 mét vuông thôi. Nhưng mà ở tới 7 người. Thì trong 7 người toàn các ông anh lớn hơn tôi thôi. Và cũng là sinh viên hết. Khi vào ở thời gian cũng cỡ 2 tháng thì không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một cái ngày kia đó thì khoảng 4 giờ chiều tôi đi học về. Thì tôi có thấy, tôi có gặp một cái người bạn nữ ở phòng kế bên đó. Thì bạn ấy đang đứng ngoài phòng. Tôi lại hỏi thăm. Thì bạn ấy nói như thế này. Anh ở đây có thấy cái gì không? Em sợ quá không có dám vào phòng. Em phải chờ chị em về em mới dám vào. Tôi mới nói lại ủa, mình ở đây chứ đâu có thấy gì đâu. Thì cái cái bạn gái đó mới nói tại vì mình ở đây khi tối ngủ toàn thấy có người đàn ông đứng ở đầu nằm không à. Thì tôi mới hỏi, rồi người ta có làm gì bạn không? Bạn ấy nói là không, không có làm gì hết á, chỉ đứng đó nhìn thôi à. Thì lúc đó tôi đâu có biết làm sao hơn, thì tôi có khuyên bạn đó nên đọc kinh trước khi đi ngủ. Chỉ có vậy thôi. Rồi bằng đi thời gian khoảng 2 tuần sau thì các anh mà ở chung trong phòng đó mới về quê anh Phong ở Long An để mà đi đám giỗ. Tới chiều thì các anh có về rồi có đem theo các đồ ăn ở trong à, cái ăn ở trong đám giỗ ở ở Long An đó, mới đem về thì trong đó có trái cây nè. Rồi đủ các thứ đồ ăn mà mang đi được để về cho tôi và một anh nữa không có đi ăn. Rồi tôi mới đem ra để ở ngoài ban công á, vì cái bếp được bố trí ở ngoài đó. Cho tới tối khoảng 11 giờ đêm, lúc mà các anh và tôi đang nằm nghe nhạc để chuẩn bị ngủ, thì tôi nghe có cái tiếng kéo, kéo ghế, cái ghế nhựa đó, có cái tiếng ghế nó bị kéo đi. Thì sau khi nghe tôi mới ngồi dậy tôi lắng tay tôi nghe thì sau đó nghe cái sột y như là có người lấy cái tay mà banh cái bọc ni lông ra vậy. thì lúc đó do còn trẻ tôi đâu có nghĩ gì nhiều rồi sẵn thêm cái vụ mà tôi nghe cái người bạn uh, gái ở bên kế bên bị nhát cho nên không hiểu sao tôi nổi máu lên tôi ngồi bật dậy rồi tôi mới đi đứng ngay cái cửa giáp phòng vào banh công Đứng đó thì tôi có chửi đổng Mà chửi thề nữa Mẹ mày tưởng tao là ai nhát tao hả Mơ đi con Nè ăn đi con Thì vừa nói tôi vừa quơ luôn cái bọc đồ ăn Mà đám dỗ các anh đem lên đó Đừng ở trong bọc để ngoài ban công chỗ cái bếp Tôi mới liện hết vô trong cái thùng rác Vậy xong rồi tôi đi ngủ Thì các anh thấy tôi làm vậy Mới la lên Mày làm gì vậy? Mày làm như vậy lát á mà nó nhát thì mày đừng có la nghe. Thì lúc đó tôi trả lời cũng cũng lỗ mãn lắm. Em không có sợ nhát cái gì hết á, chơi nó luôn. <laughs> Rồi nói xong thì cả bọn súng nhau đi ngủ. <laughs> thì trai trẻ mà còn nhỏ hăng tiết dịch vậy chứ đâu có biết sợ là cái gì. Cho đến khoảng 2 giờ đêm lúc đang ngủ thì tự nhiên tôi nghe cái tiếng cây quạt đứng. Nó kêu cạch 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 cạch. Rồi cái quạt cái đầu nó quẹo qua bên. Thì đang ngủ mà. Tự nhiên cái, cái quạt nó ngưng như vậy thì lúc đó cũng nổi máu lên nữa. Không biết sao tôi hồi trẻ tôi cũng, 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 cũng sốc nổi lắm. Mà tánh cũng nóng lắm. Thế là tôi chạy lại cây quạt. Tôi đạp cây quạt luôn một cái. Thì lúc mà tôi đạp cây quạt á. Thì cái phần bảo vệ cây quạt nó là cái chỗ mà tôi đạp vào đó tôi đạp thêm một cái nữa thì lúc vừa đạp cái lần thứ hai vô cái phần bảo vệ cây quạt tôi nghe đùng một cái ở ngay cái cửa ra vào phòng y như là có ai đó đạp vào cửa vậy giống như tôi đạp cây quạt là người ta đạp vô cửa thì tại vì cây quạt nó sát cửa ra vào cách khoảng một mét thôi thì tôi nhìn tôi thấy cái cửa làm như nó rung rinh luôn làm như là tôi bực bao nhiêu thì người đó cũng bực bấy nhiêu vậy. Xong rồi thôi, cả phòng cũng đi ngủ thôi. Khuya rồi, chẳng ăn ai quan tâm đến cái quạt nó bị hư như thế nào. Thì mọi người nghĩ nữa chuyện cái quạt hư rồi tôi đạp thêm hai cái nữa. Còn gì nữa mà xài. Thôi đi ngủ hết, rồi cũng không có gì xảy ra hết. Sáng hôm sau thức dậy, thì mọi người xuống được coi cây quạt nó hư như thế nào. Thì lúc đó thấy một điều như thế này cây quạt chẳng những bị gãy cổ mà nó gần như muốn đứt lìa rồi chỉ còn có cái cọng dây điện toàn ten thôi cái khung bảo vệ thì móp méo hết thật ra thì cây quạt hư là do tôi làm tại vì lúc đó tôi bực quá thôi mà trong phòng nữa nó chỉ có hai món có giá trị nhất đó là cái máy tính với cây quạt mà tôi không hiểu sao nếu ma có thì tại sao nó không chọc ghẹo tôi mà nó đi hại cây quạt hư làm cái gì làm cho anh em tôi phải ngủ nóng nực mấy bữa luôn lúc đó thì anh em tôi nói đùa chắc có lẽ bữa mày không cho nó ăn cho nên nó cho mày ngủ nóng nực trả thù đó <laughs> rồi cuối cùng do nóng nực quá nên anh em cũng phải hùng tiền lại để mua cây quạt mới nhưng mà tôi cũng điệu nghệ lắm tại vì cây quạt mà hư là do tôi đạp nó thêm hai cái thành ra không thể sửa được nữa nên phải hùng tiền mua thành ra tôi đóng tiền nhiều hơn một chút đó là câu chuyện thứ ba còn đây là câu chuyện thứ tư không cần nói câu chuyện thứ tư Rồi khoảng 2 hay là 3 tuần sau liên tiếp thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới khoảng Giáng sinh của năm 2006. Tại vì hôm đó là ngày lễ nên buổi trưa có tổ chức tiệc để anh em ăn nhậu cho nó vui. Thì đi học về cũng cỡ 2-3 giờ chiều rồi là súng nhau lại tổ chức. Người á, được phân công đi mua bia. Hồi xưa đó cái cái loại bia hơi mà người ta bán đó nó có một cái thùng bự lắm. Người ta rót ra bán từng lít một. Hệ ai mua bao nhiêu thì đem cái bình tới rồi người ta rót ra bấy nhiêu. Muốn một lít thì một lít mà muốn ba lít thì người ta rót ra ba lít. Người thì được đi phân công để mua đậu phộng da cá. Người thì đi mua khô bò. Nói chung thì mỗi người mua một món một ít để hùng lại để ăn trong cái lễ này xong xuôi hết cũng khoảng năm sáu giờ chiều thì coi như nhậu nhẹt xong rồi uống thì cũng không bao nhiêu lắm nhưng mà nhậu mà làm sao không sần sần sỉnh sỉnh mấy anh lớn thì đi ra ngoài chơi hết rồi hầu như ông nào cũng có bạn gái hết còn tôi thì cũng hơi sần sần cho nên với lại không có bạn gái nữa ở lại phòng mà ở con mình thôi lúc này thì trời cũng đã sụp tối rồi nhìn ra ngoài thì đèn đường cũng đã lên nằm cũng khoảng hai chục phút sỉnh sỉnh sần sần nhưng mà không có ngủ được có lẽ còn sớm quá thì lúc đó tôi mới đảo mắt nhìn xung quanh tôi thấy cũng là lạ nó có một cái bóng đen in lên trên tường chỗ mà được cái đèn đường rọi vào đó tức là đèn đường bên ngoài cánh sáng rọi vô thì ngay trên tường cái chỗ ánh sáng đó nó có nguyên cái bóng đen in lên mà cái bóng thì như là cái áo của con gái vậy nó nằm ngay chỗ cửa ra vào ở banh công lúc đó tôi mới ngồi dậy tôi mới ngồi dựa lưng vào tường tôi nhìn thiệt là kỹ luôn lúc đầu tôi không nghĩ đó là bóng ma tôi chỉ nghĩ là chắc có cái bộ đồ phơi ở ngoài rồi do cái cái đèn đường nó rọi mới in cái bóng lên lên tường mà thôi nhưng mà có điều cái bóng đó nó không yên như vậy mà nó từ từ rõ rồi nó mờ dần mờ dần mờ dần giống như là mình lấy cục gôm mà mình 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 bôi xóa xóa lên cái cái nét viết chì mà mình viết vậy cái viết mà mình viết trên viết chì viết trên giấy đó mình lấy gôm thì nó từ từ nó mờ 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 dần thì cái bóng đó cũng giống như vậy nó từ từ nó mờ 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 dần rồi nó biến mất lúc đó phải nói tôi ngẩn người thiệt rồi tôi cũng chạy lại đó tôi mới đưa tay vịnh vô chỗ cái bóng ấy in lên tường tôi coi thử. Thì tôi mới quay cái đầu xéo này vào hướng bóng đèn đường để xem coi có người nào hay có cái bộ đồ nào phơi ngoài đó không. Nhưng mà không có gì hết. Ngoài đó nó trống không à. Ở tầng 4 có chung cư mà. Mà bên kia nhìn thẳng qua là cái chung khác. Chung cư khác nhưng mà cách tới hơn cả trăm thước. Thì chính giữa là khoảng không với cái cây trụ đèn đường cao lên nằm chính giữa mà không có cái gì hết để tạo bóng, vậy mà nó tạo một cái bóng lên trên đỉnh tường. Tôi suy nghĩ một hồi thì tôi kết luận, nếu không có cái gì làm cái vật để cái ánh sáng đèn đường rọi để mà in hình lên vách tường như vậy thì mình đã gặp cái gì rồi. Qua bữa hôm sau thì tôi có lên nhà vị sáu chơi. Vị sáu đây là người cũng không phải bình thường cho lắm đâu. Dì Sáu đây là em của ông chủ nhà và dì cũng hay lên phòng tôi chơi. Và chúng tôi nói chung tất cả anh em đều rất rất là mỹ, quý, quý mến dì. Thì tôi có hỏi dì Sáu. Sáu ơi, nhà này lúc trước á, Sáu có ở hả? Dì Sáu mới ờ, à, chi vậy? Tôi mới hỏi tiếp. Sáu ơi, nhà này trước có ai chết không? Sao mà tụi con thấy hoài à? thấy đứa bé con gái mà có người đàn ông nữa. Tại vì người bạn phòng kế bên thấy còn bên tôi thì chưa. Nhé. Bên đó người ta kể là thấy có đứa bé con gái người đàn ông. Thì vì sao mới nói đâu có ai đâu. Nhưng mà có điều khi nói đâu có ai đâu. Thì cái mặt của dì sáu có vẻ sợ. Bà mới xỏ mang dép. Thường tượng người ta sọt vô cái người ta mang. Đằng này mà cái sọt 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 vô mà. Nó giống như bà lính quýnh vậy cũng mất gần một phút bà mới sọt vô được đôi dép rồi bà chạy đi luôn. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao mà trong bà có vẻ sợ dữ như vậy. Nhưng rồi thôi cũng không quan tâm tới. Rồi một tuần sau thì chúng tôi bị đuổi khỏi phòng gấp. Lý do là ông chủ cần lấy lại nhà vì có nhu cầu. Mọi người cũng lấy làm lạ. Tự nhiên rồi ông chủ lại đuổi đi thì nhận được tin rời khỏi nhà đó thì tôi thấy buồn. Lý do là gì phải đi xa các anh. Tuy là bạn, những anh đó là bạn của anh Minh, nhưng mà các anh đó đối với tôi giống như người em của các anh ấy vậy. Và ngược lại thì tôi cũng rất quý các anh. Và tôi cũng biết được rằng khi các anh ra trường rồi phải đi làm nên chúng tôi sẽ không còn ở chung nữa. Dù sao thì cũng đã ăn chung rồi ở chung rồi nhậu chung, buồn vui đều có nhau một thời gian khá dài. Rồi từ nay trở đi, nếu có gì thì chỉ còn có liên lạc qua điện thoại. Cho nên, buồn thì buồn trong lòng vậy, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Qua một thời gian học tập ở Sài Gòn thì tôi cũng ra trường. Do tôi học cái nghề thực phẩm, cho nên sau khi ra trường rồi thì ba mẹ kêu về phụ với cơ sở thực phẩm ở nhà, chứ không có đi làm cho người ta. Thế là tôi phải găng, khăn gói đi về quê. Phải nói ngày về, lòng tôi nhớ Sài Gòn dữ lắm. Và đặc biệt là nhớ người bạn gái còn làm ở Sài Gòn. Khi tôi về quê, ở nhà làm được 3 năm thì tôi có vợ. Vợ đây là cái người bạn gái mà từ lúc học đại học, đó là cái mối tình đầu của tôi. Thì sau khi cưới nhau rồi, ba mẹ tôi mới cho vợ chồng tôi một cái căn nhà ở phía đối diện với nhà của ba mẹ cái nhà này thì nó dài và nó rộng lắm nó là cái nhà kho rồi ba mẹ tôi tu sửa lại rồi lại xây thêm nhà ở phía trước nữa thì căn nhà này dài khoảng có chừng năm chục thước ở phía trước nhà đó là cửa rào rồi tới khoảng sân trồng cây hai bên rồi mới đến cái cửa sắt rồi vào nữa là cái phòng rộng để xe rồi nó có cái bàn dài để ngồi uống nước mà vào bên trong nữa là cái bàn thờ Chúa Giêsu và Đức Mẹ rồi mới tới cái buồng ngủ đầu tiên thì nó có cái lối đi rộng khoảng thước rưỡi để đi ra phía nhà sau ngay sát với buồng ngủ đó là buồng vợ chồng tôi ở rồi tiếp theo là nhà bếp và cũng là cái bực thềm cái nhà bếp này đó là nằm ngay trên cái bực thềm phía trước của nhà kho cũ rồi sau đó nữa là phòng tắm rồi vệ sinh rồi tới chỗ rửa chén tại vì ba tôi sẽ dính liền nhau rồi tận dụng luôn cái nhà kho cũ nên cái nhà kho lúc trước cũng là cái nhà sau của nhà tôi bây giờ trước kia đó nhà kho này dùng để đựng đồ rồi cho các anh làm cho cái cơ sở của nhà tôi ở để cho tiện việc đi làm ở đó rồi làm, làm đó luôn rồi sau này các anh có gia đình và về ở với gia đình nên cái nhà đó bỏ không luôn. Thì lúc trước tôi có nghe, nghe các anh kể là nhà này có ma. Mấy anh ngủ thì hay bị kéo chân lôi đi hay là bị đè. Có anh bị bị kéo chân bị đè đến độ sinh bệnh luôn cũng có nữa. Riêng tôi thì chưa gặp bao giờ. Nhưng mà khi vào ở, nghe người ta kể vậy cho nên mình cũng phải đề phòng. Tôi thì nói thiệt không có sợ gì hết tôi chỉ nghĩ tới vợ tôi thôi vợ tôi sợ ma lắm cho nên mỗi lần mà đi đâu đều phải có tôi đi theo thì hai vợ chồng giàu ở được khoảng một năm thì vợ chồng tôi sinh được một đứa con thì trong thời gian ở cử chúng tôi không ở đây nữa mà vợ tôi được đưa về nhà về bên ngoại cho tiện chăm sóc nhà thì ở nhà tôi sợ tôi ở này còn có một mình tại vợ tôi về bên ngoại rồi. Nên mới kêu qua nhà ba mẹ ở bên kia đường để mà ở. Thì như vậy từ lúc mà ở cử cho tới sanh đẻ thì căn nhà đó để không gần khoảng 9 tháng. Thì sau thời gian ở cử bên nhà ngoại thì vợ chồng tôi dọn về nhà đó để ở. Ở hai tuần lễ đầu tiên không có việc gì hết. Nhưng sau đó thì có một đêm nọ đó, khi mà hai vợ chồng tôi và đứa con tôi chuẩn bị để ngủ. Tôi thì nằm ngoài cùng, ở phía cửa ra vào. Vợ tôi thì nằm giữa rồi, mới đến con tôi nằm sát ở vách tường. Mà phía trên đầu nằm là cái bức tường ngăn nhà bếp và phòng. Lúc đó cỡ khoảng 10 rưỡi tối, khi mà tôi đang nằm xem sách ở trên điện thoại, vừa coi mà vừa nói chuyện với vợ. Thì vợ tôi nằm ở giữa kế bên tôi và con tôi, mà vợ tôi ngủ thường thường có thói quen á, ngủ thì không có nằm ngay mà cái chân thì cứ gác lên chân của tôi. Thì trước đây vợ tôi hay gác thì tôi cũng sống gác qua vậy, chọc nghẹo tôi vợ tôi nói kệ, gác vậy yên tâm của anh nằm kế bên. À. Rồi từ đó thành thói quen cứ ngủ là cứ gác chân lên tôi vậy. Vợ tôi ngủ lúc nào tôi không có biết tại vì tôi đang đọc sách trên điện thoại. Nhưng mà bỗng nhiên vợ tôi quay qua mới nói anh ơi, em vừa chọc mắt thì có cái bàn tay đen thù lùi à. Nó thọ từ sau cái tường nhà bếp lên để chụp vô cái đầu em. Mà bàn tay đàn ông đó lông lá không ạ. À. Khi mà nó đưa gần tới em thì y như là em bị cái gì đè lên vậy. Nó nặng lắm, em muốn kêu anh mà cũng không được. Lúc đó thì mặc dù cái chân của em đang để lên chân của anh nè, à, mà em không cách nào nhúc nhích để khiều anh được hết. Thì lúc đó em sợ quá em mới đọc kinh lại cha Thì đọc được ba câu thì nó rụt tay lại Mà chẳng những rụt lại mà nó hét lên Nó giống như tiếng con nít khóc vậy Mà cái tiếng khóc đó nó giống như Cái nút âm lượng gì mình mở to lên Nó khóc ré lên Rồi từ từ dặn nhỏ lại Rồi không nghe thấy gì nữa Nghe nói tới đó tôi lập tức ngồi dậy Tôi mới hỏi là vợ dạ, tôi có sao không Trong bụng tôi thì tôi biết đó là ma rồi nhưng mà tôi đâu có nói vậy được. Tôi mà nói vậy vợ tôi nó sợ, bỏ chạy ra khỏi nhà thì tôi cũng không biết phải làm sao. Thì tôi chỉ còn biết an ủi thôi. Tôi nói chắc là em nằm nghiêng lâu á nên cái cảm giác như bị đè chứ anh còn thức đây đâu có gì đâu. Vừa nói vậy. Nhưng mà trong lòng tôi một phần để cho vợ tôi yên tâm, nhưng mà tôi không yên tâm chút nào hết. Tôi đang nghĩ cách đây mà đối phó. Tôi mới nói láo vợ tôi. Thôi em nằm đi nghe, anh đi toilet một chút nha. Thật sự tôi đâu có mắc tiểu, mắc tiêu gì đâu. Khi ra khỏi phòng rồi, tôi mới đến ngồi ngay cái nhà bếp. Tôi mới tâm tình thôi, nói nhỏ mà vừa đủ nghe. Mẹ, nhà này của ai vậy? Vợ tao thì nó sợ, con tao thì còn nhỏ, Mày làm cái trò gì vậy? Tao nè, sao không nhát đi? Mày mà đụng đến vợ con tao thì tao chơi với mày tới bến luôn. Mày đụng với tao thì được, nhưng đụng với vợ con tao không được. Nếu mày ngon, mày quân tử, đó, mày hiện ra đi, mày chơi đi. Đừng có làm cái trò tào lao nhát vợ con của tao. Còn nếu mày muốn gì đó thì nói với tao nè. Tao sẽ giúp cho mày trong cái khả năng của tao, tao sẽ giúp hết mình. Còn nếu như mày muốn ở đây, ở trong căn nhà này cứ tự nhiên. Nhưng mà nhớ nha, đừng làm gì đụng chạm tới vợ con tao nữa nha. Còn nếu mày muốn cúng kiến hả, còn khuya, tao nói trước, tao chẳng cúng gì hết cho mày. Vì tao là người công giáo, tao theo đầu công giáo. Còn mày cứ chữ cử, cứ, cứ mà chơi cái kiểu nhát vợ con tao để nó sợ không dám ở nữa. Thì không cần biết cách nào tao chơi được, thì tao chơi tới cùng với mày bằng cách đó. Phải nói tôi giận lắm. Tôi dám đụng tới vợ con tôi. Thành ra tôi mới có những cái lời như vậy. Nói xong rồi thôi. Tôi chờ. Tôi ngồi gần 20 phút nữa để coi có phản ứng gì không. Không có gì hết. Nhưng mà tôi đâu có để yên. Tôi mới đi lấy nước thánh trong chai, lít rưỡi. Tôi mới đi rải khắp nhà hết. Tôi còn treo luôn cái sâu chuỗi ngay đầu nằm chỗ mà vợ tôi nói cái tay nó thò vào. Làm xong hết rồi tôi mới vào ngủ. Và sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Qua hai ngày hôm sau, vào lúc buổi trưa lúc tôi đi làm về, thì tôi nghe vợ tôi kể là hôm qua nằm mơ. Thấy là vợ tôi thấy vợ tôi đi từ trong phòng ra thì lúc đó thấy có ba mẹ con đứng chơi ở nhà sau và có một số người nữa là ở phía sau phòng tắm thì lúc đó có một đứa bé nó đang đứng ở trên tủ lạnh nó vạch quần ra nó tiểu xuống nền nhà mà ở trong mơ thì vợ tôi nghĩ là thằng b nó lên chơi thằng b đây là con của em vợ của tôi thì vợ tôi mới hỏi b sao lại đứng đó đá vậy thằng bé không trả lời. Mà cái người phụ nữ mà chắc là mẹ của nó mới bước qua bồng nó rồi nói. Chúng tôi ở phía sau kia kìa, ở phía sau vườn tràm đó, chúng tôi lên chơi, chơi thôi, không có hại gì ai đâu. Cái chỗ phía sau mà cái người phụ nữ nó nói đó là một cái ruộng rau muống. Nhưng mà nhà nước đã hút đất từ một con rạch cách đó khoảng 200 thước đưa đất lên đổ vào ruộng đó rồi trồng tràm lên một ít, còn lại thì bỏ quang. Thì tôi nghĩ chắc có lẽ trong cái phần đất hút lên đó có thể nào có một phần thân thể của ai đó. Cho nên nó mới xảy ra chuyện như vậy. Khi mà nghe vậy thì tôi chắc là nó hiểu rồi. Nên nó không có đến phá vợ con tôi nữa. Và chắc họ cũng không cần mình giúp cho nên người ta cũng không cho tôi thấy và cần gì cả thôi tôi cũng mặc kệ sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa và vợ chồng tôi cũng tự dặn lòng nói gì thì nói hằng đêm cũng có đọc kinh cầu nguyện và cũng đọc kinh mong cho họ mau về hưởng nhan thánh chúa nhưng mà nói thiệt nhiều lúc công việc quá bận nên có lúc nhớ có lúc không thì sau khi sự việc xảy ra như vậy thì cô tôi cũng biết và nội tôi cũng biết thì cô tôi và nội tôi cũng hay kể rồi nhắc con cháu lúc nào cũng vậy nên ăn ngay ở lành đừng có sống trái với lương tâm và trái với luật của chúa riêng cô tôi thì không có gia đình gì hết và sống với bà nội thôi và cái chuyện xảy ra nữa là năm 2003, thì lúc đó nhà nước có cái dự án mở rộng đường ở bên hông nhà nội tôi. Từ lúc đó là 4 làng xe, bây giờ lên 6 làng xe. Thì phải nói cái việc dự án mở rộng đường này cũng có nhà bị mất hết đất. riêng nhà nội tôi thì bị lấy hết 2 mét đất dọc theo chiều dọc của con đường. Thì lúc đó nhà nội tôi phải dở ra dạ yeah, để trả lại mặt bằng cho nhà nước làm đường. Thôi, Nội tôi quyết định đã dở như vậy rồi, xây lại nhà mới luôn. Do là bên nhà bị lấy hết 2 mét, nên chiều ngang bây giờ chỉ còn có 3 mét thôi, rất hẹp. Cho nên phải tận dụng luôn cái con mương mà thoát nước cũ là cái nơi mà tôi gặp chuyện tâm linh đầu tiên khi còn nhỏ đó. Phải nói ngày xưa khi mà xây con mương đó là cái sự thỏa thuận của hai nhà cùng bỏ đất ra để có con mương thoát nước chung. Nhưng bây giờ khi nội tôi lấy lại thì cô chủ nhà kế bên không cho. Cô nói là đất của cô ấy. Lúc đó con nghe thì cô ấy có thề thốt rồi. Sỉ nhục cô tôi cũng dữ lắm. Rồi sau cùng nội tôi cũng đành chịu thôi. Thì đâu có gì đâu. Bây giờ xây nhà trên phần đất còn lại của mình có. Còn cái mương thì thôi. Ai muốn lấy làm gì làm. Thời gian trôi qua đi khoảng năm 2009. Lúc qua nhà nội chơi thì tôi có được kể lại như thế này. Khoảng 10 giờ hôm qua, con chó con mà nội tôi mới sinh về nuôi được 2 ngày. Nó cứ kêu ẳng ẳng ẳng. Thì ở trong nhà nghĩ là con chó nó nhớ mẹ, nó khát sữa, nó đòi bú. Cho nên cô tôi mới từ lầu một đi xuống lấy sữa đổ vào dĩa cho nó uống khi mà thấy cô tôi xuống thì con chó im nó không la hét gì hết khi mà cho nó uống sữa uống xong rồi thì cô tôi đi lên lầu lại để ngủ thì con chó lại tiếp tục kêu nội tôi nằm ở gần đó mới nghĩ là chắc con chó nó sợ nên mới ẩm nó để lại gần giường trong lúc nội tôi ẩm con chó lại gần và cô tôi nằm lên giường thì thấy cô chủ nhà kế bên cái nhà mà tranh chấp với nhà nội tôi đó mà cái cô ấy mất cách đó hai tuần cái cô mà tranh chấp mà chửi mắng nhiếc nặng nhẹ cô tôi đó cái vụ mà cái con đường mương đó mất trước đó cách hai tuần thì bây giờ nội và cô tôi thấy thấy cổ từ hư không tức là không có gì hết mới xuất hiện ra đi xuyên qua vách tường lầu một mà đi vào mà mình dùng cái chữ đây là đi vào cho thật ra nó giống như là cái sự Đấy. di dịch vậy chứ không có đi như là xuất hiện ra rồi xuyên qua vách để để có mặt cô ấy lúc đó mặc nguyên một bộ đồ màu đen mà bộ đồ cũ kỹ rách nát hết rồi giải thì nó tưa ra giống như là mình dò mình trà sát dưới đất mà nó nó rách nát là vậy mà cầm cái chén cũ mà cũng màu đen thì lúc đó cô ấy mới nói xin lỗi cô ấy đứng ngay đầu nằm của cô tôi và nói với cô loan ơi chị xin lỗi em tha cho chị có lẽ cái xin lỗi đây là xin lỗi vì cái thái độ cư xử khi lúc còn sống đối với cô Loan. Nha. Thì lúc đó cổ mới nói, em em đã tha cho chị lâu rồi, em đâu có tính toán gì đâu. Có thể là chưa yên tâm với câu trả lời đó. Cô ấy mới xuất hiện ngay dưới chân của cô tôi nằm. Mới chúng cái bàn tay lại đụng vào ngón chân cái của cổ. Cô. cô Loan á, rồi lặp lại lời nói lúc nãy nữa. Loan ơi Loan, Chị xin lỗi em tha cho chị đi. Thì lúc đó, lúc mà cái cô ấy chạm vào cái ngón chân, thì cô tôi nói nó giống như có một cái luồng điện xẹt một cái lên tới đỉnh đầu luôn. Thì lúc đó cô tôi vẫn bình tĩnh và nói, nhân danh Chúa Ba Ngô tôi đã tha cho chị lâu rồi. Có lẽ cái câu nói này như thỏa được cái mong ước của cô ấy, cho nên cô ấy mới quay người lại và đi xuyên qua vách tường lầu, một cái hướng ra đường và biến mất trong khi cô tôi thì liên tục đọc kinh để cầu nguyện cho cô ấy. Còn đây là câu chuyện mà lúc tôi còn đi học ở Sài Gòn. Khi mà đi học ở Sài Gòn thì cứ mỗi tháng tôi có về quê thăm nhà một lần. Nói tiếng thăm quê cho thật sự là để tiếp thêm tiền, rồi lương thực để mà lên Sài Gòn học tiếp. Nếu mà ai ở Tây Ninh cái khoảng năm trước năm 2010 đó, thì biết hết á. Mình muốn đi về Tây Ninh hay đi ngược lên Sài Gòn phải nói là cực hình khi đi xe tóc hành. Ui cha, nhồi nhét rồi chạy ẩu, chạy thì chạy giật khách, ngồi thì ngồi chen chúc như thế này. Thì đi mà cái khoảng từ Sài Gòn về Tây Ninh, cái khúc gò dầu gần dinh dinh, thì lúc đó tôi có cảm nhận xe chạy chậm lại và lái sát bên, bên phải đường. Thì khi ngồi trên xe mà tôi thấy xe tự nhiên chạy chậm rồi lách sát vô thì tôi biết liền là biết có chuyện. Một là gặp vật cản, hai là có tai nạn giao thông. Thì khi xe mà lách sát qua bên phải vượt qua thì tôi thấy có một chiếc xe đạp nằm một chỗ. Rồi cái chiếc xe ben loại nhỏ nằm một chỗ nữa. Mà gần chiếc xe đạp thì tôi thấy dũng máu tôi thấy chiếc xe đạp này nằm ngay cái chỗ xảy ra tai nạn mà ngay cái giờ học sinh tan học về lúc đó khoảng bốn rưỡi chiều thì tôi nghĩ ngay chắc có lẽ em bị nạn đó là một học sinh thì trong đầu tôi lúc đó đã nảy lên cái ý định là tại sao mình không cầu nguyện cho cái người ra đi đó thì trong đầu tôi cứ thúc giục tôi là nên cầu nguyện Ngược lại một mặt khác thì tôi cũng ngại, mắc cỡ nữa. Khi không ai chết trên đường tự nhiên mình làm dấu thánh giá, người ta nhìn thấy kỳ lắm. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn có cái tiếng nói, thúc giục tôi phải cầu nguyện. Cho nên cuối cùng tôi phải chịu thua thôi, vì gần như cái tiếng kêu gọi nó mạnh hơn. Là tôi bắt đầu tôi làm thánh giá một cách rất trang trọng. Miệng tôi thì cầu cho cái người mất đó. Tôi mới cầu xin như thế này. Lại Chúa tôi nếu thằng bé không qua khỏi thì con xin Chúa cứu linh hồn cho nó. Rồi sau đó tôi cũng cầu sang mẹ Maria cũng y như vậy. Hôm đó sau khi về tới nhà thì cũng như mọi đêm tôi có cái thói quen là tôi đọc sách trước khi ngủ. Thì phòng của tôi ngủ ở trên cái gác cây. Nói là phòng vậy thôi Chứ nó là nguyên một cái căn gác bự luôn. Chỉ trải cái chiếc chiếu rồi văng mùng là ngủ thôi. Mà ngay phía trước nhà là cái cửa kiến thông ra cái ban công. Sau khi tôi đọc kinh tối xong thì tôi cầm sách đọc. Lúc đang đọc khoảng 10 giờ hơn thì trong lòng tôi tự nhiên nó dâng lên một cái nỗi sợ. Mà cái nỗi sợ đó càng ngày càng lớn lên. Tôi mới cất sách đi. Tôi ngồi dậy tôi nhìn ra cửa kiến trước nhà. Thì Tôi thấy có một cái bóng của một thằng bé khoảng 10 tuổi. Nó đi từ 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 từ, nó lướt qua từ bên này cửa sang qua bên kia rồi biến mất. Không biết sao lúc đó tôi không còn sợ nữa, mà tôi cảm thấy thật sự bình an, bình an trong tâm hồn và bình an ngay cả trong cái cuộc sống hiện tại vào giờ phút đó. Sau khi thấy có một cậu bé lướt qua như vậy, Tôi nằm xuống gác, tôi để tay lên trán tôi suy nghĩ. Không lẽ đó là cậu bé mà mình gặp hồi chiều ở nơi tai nạn mà mình đã cầu nguyện cho đứa bé đó. Rồi từ đó đến mấy năm sau, lúc tôi chưa có gia đình ngủ ở đó, nhưng tôi cũng không hề gặp lại cậu bé ấy nọ nữa. Giống như là cậu bé ấy gặp tôi một phần như để cảm ơn hay báo cho tôi biết ra chỉ dấu cho tôi thấy là tôi đã cầu nguyện cho cậu. Còn đây là cái câu chuyện mà trong khi tôi học ở Sài Gòn thì nghe kể lại câu chuyện của uh, liên quan đến người ở trong giáo sứ mà nơi tôi ở có một bà tên là Thu phải nói là một tín hữu nhiệt thành luôn của giáo sứ tôi đó. Nhà của bà Thu thì được xây trước nhà thờ. Phải nói từ nhà thờ mà đi ra nhà bà đó chỉ có 70 thước thôi, mà cách nhà nội tôi thì khoảng 20 thước. Thì cũng do nhà nước giải tỏa để làm đường cùng đợt với nhà nội tôi, mà nhà bà đó thì bị mất hết đất nên bà phải dời chỗ khác. Cái năm đó là à năm 2003. 7 năm sau, tức là đến năm 2010 thì bà mắc bệnh mà bệnh cũng nặng lắm cho nên rất là khó để mà qua khỏi được ngoài cái căn bệnh coi như nan y đó ra thì bà cũng có nhiều cái biểu hiện lạ giống như là bị người ta nhập cho nên người nhà mới xin cha xứ cho vào ở gần nhà thờ để mong là sẽ trị được những thế lực mà đang tiềm ẩn ở ngay trong người của bà Thế là cha mới xếp cho bà ở ngay trong nhà giáo lý của giáo sứ. Thì cái nhà giáo lý này cách nhà thờ chỉ có khoảng hai chục thước hả. Thì nghe mọi người kể lại, những lúc mà thế lực đó phát tác thì không có ai, không có cái gì có thể kèm bà nổi hết. Ui cha mỗi lần mà bà, bà chửi rủa chửi bà con, chửi luôn người giàu thăm rồi còn đòi đánh, thì lúc đó mọi người biết rằng cái thế lực đó phát tác rồi. Mà lúc đó không có ai cản nổi bà hết. Phải nói bà mạnh dữ lắm. Bây giờ nè, mọi người thử tưởng tượng. Một bà là một người phụ nữ mà trong khi bị ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ đã chê rồi. Phải nói chỉ còn thoi thóp chờ chết. Mà năm sáu người đàn ông khỏe mạnh đè bà xuống không được. Hãy súng vào là bà đạp, bà quăng, bà quơ một cái là văng ra hết. Mà con mắt bà thì đỏ ngầu. Đâu còn cách nào khác đâu. Lúc đó thì cha chánh xứ mới lấy cái sâu chuỗi mân côi, mới trồng lên cổ bà. rồi lấy cây thánh giá mà đè xuống thì lúc đó người ta mới trói bả vào bốn góc giường lại được. Bà kể, khi mà bà, bà tỉnh lại đó, người ta hỏi thì bà có kể. Bà nói xung quanh bà đó, bà thấy toàn là quỷ với quỷ không à. Rồi có con quỷ đầu đỏ nó ngồi trên nóc nhà thờ. Là cái con quỷ coi như quỷ chúa là thủ lĩnh của cái đám quỷ mà dây quanh bà đó. Thì bà có kể là ngày xưa khi làm ăn thì bà có xài bùa để mong được buôn mai bán đắt, để mà gặp may mắn trong chuyện làm ăn. Cho nên đến thời kỳ rồi, đến thì bọn quỷ đến chờ bà chết để mà bắt bà đi theo, đúng như cái lời giao ước với nó. Mà phải công nhận bà này, nó có nhiều cái hay lắm, cái nhà giáo lý mà nơi bà ở thì cách nhà xứ mà nơi cha ở là khoảng trăm thước. Mà tự nhiên bà nói: "Có cha qua kìa, sợ quá." Mà cha đâu có đó đâu, tự nhiên bà nói như vậy thì quả thật một lát sau thì cha qua tới, mà người ta tính cái thời gian mà cha đi từ nhà xứ qua là đúng y như thời gian bà nói. Thì khi mà bà nói có cha qua kìa sợ quá thì theo sự tính toán là ngay lúc đó cha mới vừa có động thái mở cửa đi qua thăm mà bà biết trước. Còn ghê hơn nữa nè. Cha đó là người trừ quỷ cho bà. Cái cha mà, cái, cái, cái cha Bân đó là cái người mà trừ quỷ chính cho bà đó là ở Bình Dương. Thì khi ở Bình Dương chuẩn bị đi về là bà ở đây bà biết rồi. Hôm đó khoảng 9 giờ bà nói là có cha bân đến để trừ quỷ. Thì 10 giờ rưỡi là cha đến. Phải nói là do bà bị ám nặng lắm. Nó nặng với lại là cái quan trọng là bà dính đến với cái giao ước với quỷ mà qua bùa ngải. Bây giờ làm sao? Khi mà bà chết Cha Bân mới nhờ bốn người đứng bốn góc giường liên tục đọc kinh mà đọc không nghỉ nha, không ngừng. Rồi những lúc bà tỉnh lại thì cha khuyên bà nên xưng tội đi, ăn năn sám hối việc làm rồi bỏ lại tất cả nên hướng lòng lên Chúa thôi. Phải mất ba ngày liên tục đọc kinh trừ quỷ thì bà mới tỉnh lại và xưng tội rước lễ. Rồi sau đó bà cũng biết cảm ơn cha và cộng đoàn con cái rồi bà mới ra đi và bà mất ngay tại nhà của giáo lý. Thì lúc đó cha mới tuyên bố rằng bà đã bình an ra đi rồi. Còn đây là chuyện liên quan đến với ông nội của tôi. Ông nội tôi là người Bắc. Mà người ta hay gọi là Bắc Kỳ Năm Tư. Thì năm 1954, ông nội vào Nam thì cưới được bà nội tôi Lúc đó ông đã 34 tuổi rồi. Thì hai người lấy nhau sinh được 9 người con. Thì do các cô và bác lớn đều có gia đình muộn cho nên tôi lại là đứa cháu nội duy nhất của ông. Ông 80 tuổi rồi mà mới có được đứa cháu nội nhỏ xíu à. u cha, phải nói là ông cưng chiều tới cỡ nào. Hãy ăn cơm thì tôi được ngồi kế bên. Ông ăn gì thì tôi được ăn cái đó. Tôi muốn cái gì ông cũng chiều hết ba mẹ muốn đánh tôi không phải dễ đâu tại vì ba mẹ mà dự định đánh đánh tôi đó hả là tôi mét ông nội là xong ngay không ai đánh được hết phải nói bây giờ nghĩ lại quả thật mình lợi dụng tình thương của ông quá mà lúc đó mà được cưng chiều rồi cho đến khoảng năm hai nghìn thì lúc đó tôi đã mười hai tuổi rồi khi buổi tối ngủ thì cũng bình thường nhưng mà tôi có nằm mơ uh, thấy tôi nằm ngủ với ông tôi thì nằm quay mặt về phía ông, ông thì quay lưng về phía tôi, rồi ông quay lại nói với tôi, ông chết rồi con à. thì tôi đâu có biết gì đâu, cho đến sáng ra thì tôi kể cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi mới rầy nằm mơ lung tung nói bậy nói bạ, vậy đó. mà khoảng hai tuần sau thì ông bệnh nặng, phải nhập viện và bác sĩ cho chuyển viện xuống sài gòn rồi ông mất ở đó luôn. Vậy là giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Rồi 19 năm sau thì lúc đó khoảng đầu tháng 2 của năm 2019. Trong một lần đi nhà thờ về, tôi ghé nhà nội để thăm bà nội và cô. Tôi có nghe bà nội nói với cô là hôm qua ba mày về rủ tao đi ăn cơm và đi chơi đó Loan à. Phải nói 19 năm rồi, Tôi đâu có bao giờ nghe bà nội nói vậy đâu, mà cũng chẳng có thấy ông nội nữa. Hôm nay sao kỳ vậy? Và rồi khoảng 10 tháng, ngày vào khoảng 10 tháng 2 thì bà nội tôi bệnh nặng phải cấp cứu bệnh viện, rồi cả nhà thay phiên nhau canh chừng. Phải nói lúc nào cũng có hai người canh sát bên bà nội hết. Thì trong lúc nằm phòng ICU, tôi có trải chiếu nằm ở dưới nền đất sát bên giường của bà. Tôi có nghe bà nói con ơi, cho bà về nhà đi con. Thì tôi mới nói nội ơi nội, cố ở đây để cho người ta trị cho hết rồi về mình bán hàng tiếp. Lát sau nữa nội tôi kêu tiếp. Con ơi, sao có nhiều người vào thăm quá vậy? Tôi mới tưởng là nội nhìn lầm người nhà của những bệnh nhân khác. Tôi mới nói, à, ở đây là phòng bệnh mà người nhà của người ta vô nuôi đó. Nội tôi nói, không mấy cái người áo đen kìa. Lúc đó tôi để ý kỹ thì cái lưỡi của nội tôi bị liếu rồi. Nói không có nghe rõ nữa. Vừa nói nội tôi vừa chỉ. Lúc đó tôi sợ là bị xúc cái kẹp. Mà theo dõi nhịp tim ở trên đầu ngón tay đó. Nên tôi mới cầm tay đó và tôi nhìn theo hướng chỉ. Tôi nhíu chân mày lại nhìn. Tôi đâu có thấy ai đâu, trống không à. Tôi biết là có chuyện chẳng lành. Tôi điện thoại cho cô để báo lại sự việc thì cô đi vào lúc đó đem theo một sâu chuỗi luôn cả cây thánh giá mới để cây thánh giá lên ngực bà nội và sâu chuỗi thì trầm dấu cổ đến 3 giờ sáng hôm tới nữa là nội tôi mất và sau đó thời gian thì cô tôi có nằm mơ thấy hai ông bà đang khỏe mạnh và vui chơi ở một nơi rất là yên bình và an lành lắm đó là những câu chuyện mà tôi đã trải nghiệm xin được chấm dứt ở đây phải nói tôi viết dăng dở lắm kém lắm nhiều khi thể hiện không có ý nghĩa nếu có những câu tối nghĩa mong các bác các chú và anh chị em rộng lòng bỏ qua cho ở đây con xin tâm sự với chú thảo một ít ạ à. con và vợ con lúc làm chuyện nhà thì mở lên nghe để giải trí ạ. À. Và còn có những bài học về cuộc sống rất thú vị. Làm điều lành, tránh điều ác là bài học mà con rút ra được trong những câu chuyện các bạn gửi đến chú kể. Nên con mong chú kể thêm 30 năm nữa nhé. Nhé chú, đến lúc nào hết sức thì thôi. Con xin chúc chú và gia đình được nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc. Ký tên. đề Về Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 382. Đến đây coi như đã chấm dứt. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon. Và xin được hẹn gặp lại nhau trong những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770 454 1182. Nhớ nha gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một. Khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc, Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm không có Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình Để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình